Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, sáng nay, đoàn đại biểu của tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hương Yên, có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí nguyễn duy hưng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí nguyễn văn phóng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí trần quốc toàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đã đến dân hương dân hoa tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Đoàn đã vào dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhớ lời dạy của người về công tác để đơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách những năm qua, các cấp các ngành cùng mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng cả về nhà ở và nâng cao điều kiện cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người xã Gia Phạm huyện Yên Mỹ là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng và trên cương vị công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng ngời về lòng thủy chung ý chí kiên định, sáng tạo, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân, đề ra nhiều chính sách quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách. Tiếp đó, đoàn vào dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, thống nhất nước nhà. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Hương Yên các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình thống nhất như ngày hôm nay nguyện ra sức thi đua quyết tâm xây dựng bảo vệ tổ quốc để tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông đi trước